Thắng xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả của Vietface TV. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Việt Đất Mỹ. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ này, Trọng Thắng xin giới thiệu trở lại một khuôn mặt rất trẻ và có lẽ cũng rất quen thuộc với quý khán thính giả trong chương trình Trọng Thắng Show. Anh là một phải gọi là một nhà thương gia rất trẻ và thành công trên thương trường của tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì anh trở lại cùng với quý khán thính giả với một cái đề mục cũng không kém phần quan trọng cho tất cả các vị phụ huynh cũng như là các học sinh, con em của chúng ta đang theo học ở các trường trung học ở Hoa Kỳ và đang chuẩn bị cho một tương lai sắp tới và bước chân vào trong trường đại học. Như quý khán thính giả vẫn biết là cái tiền học ở đại học là một trong những cái vấn đề mà nan giải cho tất cả các vị phụ huynh. Tuy nhiên là ngày hôm nay anh Nathan Nguyễn sẽ đến với quý vị với một cái phương thức để quý vị có thể giải tỏa được cái câu hỏi này, giải đáp được cái câu hỏi này cho quý khán thính giả. Và bây giờ thì Trọng Thắng xin mời quý vị gặp gỡ cùng với Nathan Nguyễn. Xin chào em. Chào anh và chào tất cả khán giả của Vietface TV. Trọng Thắng mới vừa giới thiệu cùng với quý khán thính giả và ngày hôm nay thì Nathan trở lại cùng với quý vị cho quý vị biết một cái câu giải đáp cho cái câu hỏi mà rất là nan giải cho các quý vị phụ huynh khi con mình nó sắp sửa vào đại học mà không đủ tiền để cho các em vào trong trường đại học thì có một cái cách nào để giúp đỡ các em không, Nathan? Dạ thưa anh, như em á, như kỳ trước anh phỏng vấn em thì trong một cái phỏng vấn đó em cũng chia sẻ với anh á, cái mà thay đổi cái cuộc đời của em, thay đổi cái hành trình của em là một cái scholarship, là một cái một cái học bổng. Mà cái học bổng này á, nó không có cần tài năng bởi em lọt vô. Không cần tài năng, nghĩa là mình không có phải chơi bóng rổ giỏi hay là cao thấp đẹp trai hay như thế nào hết. Mình chỉ có cái này á, là nó nhu cầu á, là một đứa học sinh có cái tư tưởng, một cái tư tưởng ý chí phấn đấu. Như chỗ nào thì cái scholarship này mà em nhận được á, là hồi 2004. Nó cho em là 10.000 đô. 10.000 đồng này á, nó là thật sự cái giá trị của nó là cái thấp nhất. Tại vì trong cái scholarship này á, không những nó cho tiền mà nó cho cái sự cố vấn của những người member, cái hội viên của cái học bổng này. Thì cái tên nó là Horatio Alger Association Scholarship. Mà vui một cái là năm nay nó cho tới 20.000 đô lận. Nó tăng lên rồi. Mà nó cho tới 106 đứa, 106 học sinh sẽ được 20.000 đô. Và những học sinh nào mà tùy theo loại tiểu bang, 50 tiểu bang, thì ở trong tiểu bang Cali đặc biệt có người tài trợ đặc biệt á, thì sẽ cho thêm hơn 45.000 đô nữa. Thì một cái application, nhưng mà nó sẽ rải ra, nó automatically, nó tự động nó sẽ apply cho mình luôn. Thì ở trong đó rồi á, ai học sinh nào mà có vô mấy cái trường học mà là của những người hội viên trong cái hội này sẽ cho thêm như nữa. Chẳng hạn như là bây giờ nó sẽ có 3 cái scholarship cho 32.500 đô cho những học sinh nào mà vô San Francisco University cho học. Cái này là nói riêng cho Cali thôi. Rồi Texas cũng có cái chương trình riêng nữa. Nhưng mà là cái national mà 20.000 đô là for anybody trên 50 tiểu bang. Trên 50 tiểu bang và với cái học bổng mà cái trị giá lên tới 20.000 đô. Như vậy thì là các em, giống như Nathan nói đó, là không cần phải thứ nhất là đẹp trai, không cần phải cao hoặc là thấp, và cũng không cần một cái điều quan trọng mà Trọng Thắng nãy giờ nghe anh nói, là Trọng Thắng để ý ngay lập tức, đó là không cần phải học giỏi. Tại vì thông thường trước đây chúng ta thường hãy mỗi lần mà quý vị phụ huynh và các con em của chúng ta ở nhà mà nghe đến cái chuyện mà xin học bổng là phải học giỏi, rồi phải tranh giành, đấu tranh với lại những cái học sinh giỏi khác để mình mới lọt vô trong cái vòng chung kết và xứng đáng để nhận cái số tiền học bổng. Và cái số tiền này bây giờ nó lên tới 20.000 là quá lớn. Thì Nathan có thể trình bày cho các quý vị và phụ huynh được biết thêm một chút xíu là lý do tại sao mà cái loại học bổng này nó lại không cần đến cái tài học của các em học sinh. Dạ, cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Cái hội này, hội học bổng này nó tên là Horatio Alger Association. Cái tên Horatio Alger là một người tác giả hồi thời đầu 1900, early 1900s, coi như là 1900 early vậy đó. Thì cái người tác giả này viết sách về học sinh
mà lại trong cái background á, cái lịch sử của cái gia đình rất là nghèo khổ, rất là có cái sự adversity, cái sự khó khăn, mà là trên cái tinh thần ý chí phấn đấu và là cái sự cố gắng cằn cù. Như là má lúc nào cũng nói là đẹp trai không bằng trai đích. No. Trai mặt chứ. Chào nắng. Cái này là thì má nói thì coi như là mình cố gắng, mình làm, mình phát huy. Mà cái quan trọng nhất á, là cái mấy cái câu chuyện này của Horatio Alger á, thì 1947 có hai người thấy cái ý nghĩa của cái người tác giả này trên mấy cái cốt truyện của học sinh nói về những người mà có cái ý chí tư tưởng lớn. Tuy là mình nghèo khổ, trong một cái gia đình nghèo khổ nhưng mà rất là phấn đấu. Thì mà nhưng mà phải có cái chân mà thật thà, nhờ dí cần cái sự là không phải mình muốn phấn đấu cho cả cá nhân mình riêng mà là sau khi mình được cái có nghĩa là cái học thành công của mình á, là một cái hành trình để mình làm một cái chuyện lớn lao cho xã hội, cho nước, cho thế giới. Vâng. Thì á, cái hội này á, nó đang tìm những người học sinh nào á, mà thứ nhất á, là trong một cái gia đình nào á, mà trên tài chánh không có bằng những gia đình khác. Đúng. Chính xác là dưới 55.000 thì dễ biết hơn á, là nếu mà cha mẹ mà cả hai người làm á, làm dưới 15 đồng một giờ thì sẽ qualify. Hoặc là nếu mà cha mẹ, một người cha hay là một người mẹ làm thôi thì là dưới 25 đồng một giờ thì sẽ qualify. Thì total là ít như là dưới 55.000 thì sẽ qualify thôi. Thì đó là trên cái sự mà mình nó cần á, là một cái gia đình trong một cái tài chánh nó thấp hơn trung bình. Nói chung là một gia đình nghèo. Và tài sản, cái lương, mức lương của bố lẫn mẹ ở trong gia đình phải dưới 55.000 trong vòng một năm. Và không cần phải là cái gia đình đó có bao nhiêu người, hãy miễn là mức lương dưới 55.000 là gọi là sẽ được hội đủ điều kiện để nộp đơn. Đúng không? Và như là Nathan có vừa nhắc lại thì thưa quý khán thính giả là không cần phải là học giỏi, nhưng mà phải là nằm trong cái hoàn cảnh gia đình mình trong cái diện mà nghèo khó, chứ không có phải là giàu có. Tại vì giàu có thì bố mẹ phụ huynh có đủ tiền cho con đi học rồi. Đúng không? Và thì cái tiến trình nộp đơn đó nó sẽ khoảng là bao lâu? Hiện nay thì chúng ta không còn nhiều thời giờ để mà không. Mình đi vào chi tiết. Thì trong cái phần 2 đó mình sẽ trở lại với lại những cái chi tiết rõ ràng hơn. Thì Nathan có thể trình bày thật nhanh đến quý khán thính giả được biết là cái tiến trình nộp đơn đó là mình điền đơn ở đâu và bao lâu thì mình sẽ biết được cái kết quả của mình. Dạ. Thì bây giờ á, là cái deadline, là cái ngày cuối cùng để nộp đơn á, là 25 tây tháng 10. Wow, sắp tới rồi. Là sắp tới rồi, không còn có mấy tuần nữa thôi. Dạ. Thì á, là all là online hết. Mình online, mình lên là horatioalger.org. Right. Bấm vô cái chữ scholarship rồi bắt đầu nộp đơn. Cái đơn này rất là dễ. Nó hỏi mấy câu hỏi thôi. Just mấy câu hỏi thôi. Thì mấy câu hỏi này á, là học sinh chỉ có chia sẻ cái tư tưởng, kể chuyện, viết. Rồi sau cái này á, thì mà em sẽ chia sẻ cách làm sao mà nộp đơn. Ok, cảm ơn Nathan rất là nhiều. Thưa quý khán giả, một lần nữa xin quý vị hãy ghi xuống cái địa chỉ của cái website mà anh Nathan đang vừa giới thiệu đến cho quý khán giả đang có ở trên màn ảnh nhỏ. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc xin quý vị hãy gửi điện thư cho Trọng Thắng. trọngthắng@vietfacetv.com. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình với chi tiết là cái cách thức nộp đơn cũng như là những điều kiện nào chi tiết hơn để quý vị có thể nộp đơn cho con em mình. Mời quý khán thính giả nhớ đón theo dõi.